Chào mừng bạn trở lại phim Chiêu Review. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn một bộ phim hài năm 2019, có tựa đề Song of Arid. Đây là cảnh báo spoiler cuối cùng nhé. Grisha là con trai của một trong những người đàn ông giàu nhất nước Nga và hành động như vậy. Anh ta hư hỏng, vô cùng thô lỗ và gặp trắc rối liên tục vì anh ta không bao giờ nhận được hậu quả cho hành động của mình. Anh ấy không làm bất cứ điều gì hữu ích trong cuộc sống của mình, anh ấy chỉ dành cả ngày để tiệc tùng, uống rượu và sử dụng phụ nữ, một đêm nọ, sau khi đuổi một cô gái mà anh ta đã hứa sẽ đi nhờ xe vì cô ấy sẽ không thân mật với anh ta, Visa bị cảnh sát chặn lại vì chạy quá tốc độ. Anh ta cố gắng hối lộ thuyền trưởng Seminov như anh ta làm với mọi cảnh sát mà anh ta gặp, nhưng Seminov sẽ không chấp nhận tiền. Visa vẫn bị dị ứng với hậu quả, vì vậy anh ta cố gắng lái xe đi và Seminov đứng trước xe để ngăn anh ta lại. Điều này không ngăn được Visa, người có sự đồng cảm là không tồn tại và anh ta tiếp tục lái xe với Seminov giữ chặt mui xe. Một lúc sau, cha của Grisha, Pavel đến đồn cảnh sát để trả tiền bảo lãnh và thả con trai mình, người tiếp tục là một đứa trẻ hư hỏng yêu cầu được phục vụ ngay cả khi bị nhốt trong phòng giam. Người đứng đầu nhắc nhở Pavel về tất cả sự hủy diệt mà Grisha đã gây ra trong vài tháng qua, bao gồm cả một chiếc du thuyền, và bây giờ anh ta đã gửi một cảnh sát đến bệnh viện với những vết thương nghiêm trọng, cậu bé chỉ đơn giản là mất kiểm soát và Pavel thực sự cần phải làm gì đó. Sau khi tiền bảo lãnh được trả tiền, Pavel mắng Grisha vì hành vi của anh ta và đe dọa sẽ cắt đứt anh ta, nhưng Grisha không quan tâm vì anh ta biết bố mình đều sủa và không cắn cảm thấy vô cùng căng thẳng, Pavel đến thăm bạn mình với những lợi ích, nhà sản xuất truyền hình Anshatia, để tìm một chút thoải mái khi có mặt cô. Anh ta không biết phải làm gì với con trai mình nữa, và anh ta thậm chí không thể gửi anh ta vào quân đội vì anh ta đã giúp anh ta thoát khỏi việc được tuyển dụng trong quá khứ. Anshatia sau đó có một ý tưởng, cô ấy biết một chàng trai mà cô ấy đã từng làm việc cùng trong các bộ phim kinh dị có thể giúp đỡ. Phương pháp của anh ấy là độc đáo nhưng rất hiệu quả, và Pavel chấp nhận đến thăm anh ấy, họ tìm thấy Le Anodovic trong ngôi nhà đáng sợ treo trên trần nhà với một sợi dây quanh cổ, nhưng tất cả đều là giả, đây là những gì anh ta làm tốt nhất, phát triển các thiết bị và hiệu ứng đặc biệt để đánh lừa mắt. Sau khi chỉ cho Pavel phương pháp mà anh ta sử dụng với một khách hàng hút thuốc, đó là giả vờ cắt ngón tay của anh ta, Pavel hơi hoảng sợ và muốn rời đi, nhưng Anshatia thuyết phục anh ta ít nhất phải nghe kế hoạch của Le cho Grisha. Nhiều ngày sau, Grisha đang đi ra khỏi một câu lạc bộ thì thấy chiếc xe của mình đang được kéo, vì vậy anh ta chạy theo chiếc xe tải chỉ để đột nhiên bị bắn và bất tỉnh anh ta thức dậy vài giờ sau đó và thấy mình đang ở trong một chuồng ngựa, mặc quần áo kỳ lạ và được cậu bé ổn định. Atium nói rằng anh ta cần phải yên ngựa nếu không chú tể của chúng sẽ tức giận. Grisha không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đặc biệt là khi quản đốc Avi Mikhailik đến kéo anh ta ra và đá anh ta trong khi la mắng anh ta vì đã không tuân theo mệnh lệnh. Ngay lúc đó, chủ đất Dimitri Timofeev và con trai Alexi Timofeev xuất hiện và đưa cho Avi một cây roi mà anh ta sử dụng một lần trên Grisha vì không tuân theo mệnh lệnh. Đêm tri bảo anh ta chuẩn bị con ngựa ngay bây giờ nếu không anh ta sẽ nhận được một hình phạt tồi tệ hơn, nhưng khi Atium đưa anh ta trở lại chung ngựa, Visa nhảy qua cửa sổ và bỏ chạy. Ông dường như đang ở trong một ngôi làng ở Nga những năm 1860, trước khi bãi bỏ chế độ nông nô. Khi anh ta chạy, Visa yêu cầu mọi người giúp đỡ, yêu cầu điện thoại hoặc thậm chí là cảnh sát, nhưng không ai biết anh ta đang nói về điều gì. Cuối cùng, anh ta đến được biên giới bất động sản và vô tình rơi xuống hồ, vì vậy khi anh ta trở lại làng để lấy quần áo khô, anh ta đã bị Avi bắt và bị bắt vì đã chạy trốn may mắn cho anh ta con gái của dim tri atlea xuất hiện và yêu cầu cha cô thương xót các tù nhân vì cô ấy mệt mỏi với tất cả các vụ giết người thấy đó là sinh nhật của mình dim tri đồng ý và grisa được phép sống một con chim đang bay phía trên chúng lấy tất cả trước khi rời đi để vào một tòa nhà gần rìa thị trấn nó thực sự không phải là một con chim nó là một máy bay không người lá giả vờ là một bởi vì toàn bộ thỏa thuận này không phải là du hành thời gian đó là kế hoạch của le để dạy risa một số kỷ luật và tiền của pavel cho phép sản xuất đắt tiền như vậy le chịu trách nhiệm với sự giúp đỡ của Anshatia, người sử dụng kinh nghiệm của mình với tư cách là một nhà sản xuất truyền hình để giữ cho ảo ảnh tiếp tục mà không có bất kỳ sai lầm nào có những chiếc máy ảnh được giấu ở khắp mọi nơi trong thị trấn ngay cả trên cây và luôn có một tay súng bắn tỉa sẵn sàng bắn risa bằng thuốc an thần trong trường hợp có sự cố xảy ra sau khi thấy đòn roi của con trai mình là có thật, Pavel bắt đầu tự hỏi liệu mình đã làm đúng chưa. Nhưng Le thuyết phục anh ta rằng điều này là vì lợi ích của Grisha. Sau khi thấy Le và Ansatia tranh cãi, Pavel không thể không tự hỏi vấn đề giữa họ là gì. Và Le giải thích rằng khi Ansatia nói rằng họ đã làm việc trong một bộ phim kim dị cùng nhau, cô ấy có nghĩa là họ đã từng kết hôn trong khi Grisha dành một chút thời gian một mình trong chuồng ngựa để đối mặt với thực tế là anh ấy đã du hành đúng lúc, các diễn viên được giao kịch bản cho cảnh tiếp theo. Đạo diễn nhắc nhở mọi người về các quy tắc, phụ nữ không nên cạo chân, đàn ông không nên cạo mặt và những thứ như áo ngực, đồ lót, hoa tai và những đều bị cấm. Alexi chọn kịch bản của mình sau khi nói lời chào với bạn gái của mình, Lydia, người làm việc phụ trách những con ngựa và không diễn xuất, anh ấy cũng chế giễu Atlea vì hợp đồng của cô ấy. Các nhà văn muốn cô ấy trở thành tình yêu của Grisha, có nghĩa là cô ấy sẽ phải ngủ với anh ấy và điều đó khiến Alexi tự hỏi ranh giới giữa nữ diễn viên kết thúc và sự quấy rối bắt đầu từ đâu. Risa bắt đầu sống qua một thói quen khủng khiếp trong làng. Anh ta phải thức dậy trước bình minh, ăn nước dùng chỉ có rùi như thịt, làm việc với những con ngựa mà anh ta sợ hãi, sử dụng khu rừng làm phòng tắm, mặc quần không có đồ lót và bị đánh đòn mỗi khi anh ta thiếu tôn trọng. Một buổi chiều nọ, Misa đang nghĩ làm thì đột nhiên nghe thấy tiếng Atlea khóc, người giải thích với anh rằng cô ấy rất buồn vì cha cô ấy muốn cô ấy kết hôn với một ông già giàu có. Thay vì thể hiện sự cảm thông, Risa nghĩ rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời, bởi vì nếu người đàn ông quá già thì anh ta sẽ chết sớm và Atlea sẽ nhận được tất cả tiền. Vài ngày sau, Risa ăn trộm một con gà và yêu cầu Atium lấy cho anh ta một số công cụ để làm súc. Cuối cùng Risa sẽ tự ăn tất cả thay vì chia sẻ nó với Atium, người đã làm hầu hết công việc. Khi Avi phát hiện ra vụ trộm gà, anh ta yêu cầu thủ phạm thú nhận nếu không anh ta sẽ đánh ai đó một cách ngẫu nhiên. Một lần nữa, Risa không thể hiện bất kỳ sự đồng cảm nào với một con người khác và theo dõi cách Atium bị bắt đi vì đánh đòn mà không nói một lời một lúc sau, Atium đập Risa và cho anh ta thấy những vết sẹo trên lưng. Với sự cho phép của bộ phận trang điểm, Grid tiếp tục không quan tâm và trong khi giải thích cho Atium lý do tại sao, anh ta thấy Lyra nhảy xuống ngựa và nhận thấy rằng cô ấy mặc đồ lót hiện đại khi váy của cô ấy vô tình bị kẹt. Điều này có thể có ý nghĩa gì đó đối với tình huống của anh ta, vì vậy anh ta chạy theo cô ấy và ném cô ấy xuống đất để cố gắng nhìn thấy quần lót của cô ấy một lần nữa. Nhưng may mắn là những người dân làng khác đã can thiệp và đưa anh ta ra khỏi cô ấy để cô ấy có thể chạy trốn. Thấy Risa không đạt được bất kỳ tiến bộ nào. Pavel muốn đóng cửa toàn bộ hoạt động, nhưng cuộc thảo luận của họ bị gián đoạn bởi một số tin tức lớn, Risa đang tìm kiếm Lyza để xin lỗi. Các diễn viên dân làng lúc đầu phất lờ anh ta, vì anh ta thậm chí không nên biết Lyza, nhưng lại nghĩ rằng đây là một cơ hội tuyệt vời để hoàn thành một số tiến bộ và ra lệnh cho các diễn viên nói cho anh ta biết cô ấy sống ở đâu. Risa xin lỗi Lyza, người đã mang theo một cây gậy gỗ bằng đinh để đề phòng, và Lyza chấp nhận lời xin lỗi nhưng hứa sẽ vẫn cảnh giác với anh ta trong một thời gian. Vài ngày sau, đã đến lúc ăn mừng Ivan Kupala, một ngày lễ truyền thống được coi là đêm kỳ diệu nhất trong năm truyền thuyết nói rằng bất cứ ai bạn dành cả đêm để ăn mừng sẽ dành cả cuộc đời của họ với bạn. Tại bữa tiệc, Risa dạy các nhạc sĩ cách chơi lambada và khiến dân làng tạo thành một dòng công ga. Atlea nhảy vào để nói với Risa rằng viễn cảnh về một cuộc hôn nhân sắp đặt là quá nhiều để cô ấy có thể xử lý nên cô ấy sẽ đi bộ xuống hồ tối nay. Thay vì theo dõi cô ấy để ngăn cô ấy lại, Risa tìm thấy Lydia và bắt đầu kể cho cô ấy những câu chuyện về công nghệ của tương lai sau khi cô ấy thương hại anh ấy và sự cô đơn của anh ấy và nói với anh ấy rằng cô ấy tin anh ấy khi anh ấy nói rằng anh ấy là một nhà du hành thời gian. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi Atium, người sau nhiều nỗ lực thất bại để đánh lạc hướng Risa khỏi ly, đề cập đến Atlea đã được nhìn thấy gần hồ. Risa cuối cùng cũng đặt hai và hai lại với nhau và lao xuống hồ để cứu cô ấy và đưa cô ấy trở lại làng. Tuy nhiên, khi cô ấy đến với anh ấy, anh ấy từ chối cô ấy và thay vào đó đi tìm Lydia. Cô ấy không có mặt trong bữa tiệc nên anh ấy đến nhà cô ấy, nơi tất cả các nghệ sĩ sân khấu vội và trốn trước khi cô ấy mở cửa. Grisha muốn qua đêm trong công ty của Lydia để xem liệu huyền thoại có trở thành sự thật với họ hay không, nhưng Lydia không quan tâm và đóng cửa lại trên khuôn mặt của mình. Ngày hôm sau, Lê quyết định Lydia sẽ là tình yêu mới của Grisha, vì vậy cô trở thành một nữ diễn viên khác trên phim trường. Cô ấy không thích Grisha lắm và sẽ không chấp nhận hôn hoặc ngủ với anh ấy, nhưng cô ấy muốn giúp anh ấy trở thành một người tốt hơn, ngay cả khi Alexi không hài lòng lắm khi thấy bạn gái của mình tham gia như thế này. Quá trình sản xuất bắt đầu một cốt truyện mới trong câu chuyện, Alexi được tìm thấy trong tình trạng say xỉn ở trung tâm thành phố, đã gây ra rất nhiều trắc rối và khiến cảnh sát trưởng bị thương, nghĩ rằng đó là quyền của anh ta vì anh ta là một quý tộc. Tuy nhiên, thay vì cảm thấy ghê tởm với quyền lợi, Risa ghen tị vì anh ấy nghĩ rằng Alexi đã có một đêm rất vui vẻ. Tuy nhiên, thái độ của anh ta thay đổi khi Điên Tri muốn anh ta thay thế con trai mình và nhận hình phạt thay vì anh ta. Lúc đầu, Risa không muốn làm điều đó, nhưng Điên Tri đề nghị anh ta tự do và thức ăn ngon để đổi lấy, vì vậy anh ta chấp nhận. Lần này anh nhớ chia sẻ thức ăn với Atium. Trong khi đó, Ansatia và Le bắt đầu hợp nhau trở lại và Pavel lo lắng rằng họ có thể quay lại với nhau, nhưng Le thấy ý tưởng này thật nực cười vì Ansatia tỏ ràng yêu Pavel. Đây là một tin gây sốc đối với anh ấy vì anh ấy luôn nghĩ rằng thứ của họ chỉ là xác thịt và bây giờ anh ấy có một số suy nghĩ nghiêm túc để làm. Risa bị đánh hai chục lần, nhưng Pavel không thể tự mình xem nó trên màn hình, vì vậy anh ta rời khỏi phòng. Ansatia đi theo anh ta và an ủi anh ta bằng cách chứng minh kế hoạch của Le hoạt động tốt như thế nào, chính thủ thuật cắt ngón tay của anh ta đã giúp cô bỏ hút thuốc. Sau khi hình phạt kết thúc, Risa đến nhà chủ đích để xin giấy tờ cho phép anh ta tự do. Dimitri không ở bên cạnh vì vậy chính Alexi chỉ nhận được anh ta để ném anh ta xuống sàn, đá anh ta và nhổ nước bọt vào anh ta trong khi gọi anh ta là một kẻ ngốc vì luôn tin rằng họ sẽ thả anh ta tự do thực sự. Visa đứng và đóng nắm đấm của mình, nghĩ về việc tự vệ, nhưng quyết định rời khỏi nhà mà không nói một lời, trước sự thất vọng của Le. Từ đó trở đi, Visa tiếp tục làm việc như một chàng trai ổn định, nhưng anh cũng bắt đầu dành nhiều thời gian hơn cho Lia và Yuko. Một buổi chiều, trong khi họ đang đi dạo cùng nhau, họ nhìn thấy một con chim bay theo một mô hình rất kỳ lạ, đó là một chiếc máy bay không người lái đã mất kiểm soát trong khi các nhà sản xuất chuẩn bị sẵn sàng cho tay bắn tỉa trong trường hợp nó rơi xuống liza cố gắng đánh lạc hướng risa bằng cách nói với anh ta rằng cô ấy đã nhìn thấy con chim từ khi còn nhỏ và cô ấy tin rằng đó là thiên thần hộ mệnh của mình rất may cuối cùng không cần đến tay súng bắn tỉa các kỹ thuật viên lấy lại quyền kiểm soát con chim và đưa nó ra khỏi đó trong khi đó alexi và atlea đều khá tức giận với cách mọi thứ đang diễn ra atlea không thể tin rằng cô ấy đã được thay thế bởi liza và alexi không thích nhìn thấy bạn gái của mình dành nhiều thời gian như vậy với một người đàn ông khác hai người họ cuối cùng đã làm tình bên trong một chiếc xe ngựa và vô tình được tìm thấy bởi Grisha và Lydia, những người đang đi ngang qua. Lydia vô cùng đau lòng khi có bạn trai lừa dối cô ấy, và Grisha nghĩ rằng anh ấy đã nhìn thấy hai anh chị em ruột thịt với nhau. Bởi vì điều này, Le sa thải Adleia và Alexi. Tâm trạng của Lydia không được tốt lắm kể từ đó, vì vậy để cổ vũ cô ấy, Grisha trang trí chuồng ngựa bằng nến và làm một quán ăn đặc biệt cho cô ấy, họ ăn cùng nhau trong khi chia sẻ một cái nghĩa. Sau đó, họ đi ngắm sao, và Grisha thừa nhận rằng nếu anh được tự do, anh sẽ kết hôn với Lydia nhớ lại cách anh ta bị lừa bởi lời hứa trong giấy tờ của mình anh ta thú nhận rằng anh ta muốn đắm alexi và anh ta đã không làm vậy bởi vì khi anh ta nhìn vào anh ta anh ta đã thấy chính mình cảm động trước việc anh ấy đã trưởng thành đến mức nào li hôn anh ấy trong khi đó trong thế giới thực atlea đang tham gia một chương trình trò chuyện nổi tiếng kể cho cả thế giới nghe về việc risa đã bị bắt cóc như thế nào và bây giờ đang bị tra tấn để giải trí cảnh sát xuất hiện trên tin tức thông báo một cuộc điều tra và khi pavel nhìn thấy điều này anh ta hoảng sợ và muốn đóng cửa tất cả trước khi họ đến Tuy nhiên, Le nói với anh ta rằng còn quá sớm và họ vẫn còn thời gian để lên kế hoạch cho một hành động anh hùng cuối cùng để Grisha thực hiện. Thấy Grisha bị câm và không bắt gặp bất kỳ lỗi thời nào đang diễn ra, họ quyết định gửi một nhóm người mông cổ đến xâm chiếm ngôi làng. Grisha đang dành thời gian cho Lisa thì cô đột nhiên nói với anh rằng nếu vì lý do nào đó họ ly thân, cô muốn anh biết rằng đối với cô, mọi thứ đều có thật. Atium đến sau đó và bảo họ nhanh chóng quay trở lại làng vì người mông cổ đã tấn công tin rằng câu chuyện không có vấn đề gì, Risa nghĩ rằng họ nên đi theo con đường khác để tránh nguy hiểm, vì vậy Atium sử dụng một cái cớ le cho anh ta ăn qua micro ẩn của anh ta, người Mông Cổ sẽ đốt cháy ngôi làng nếu mọi công nhân không ở đó. Trong làng, người Mông Cổ đã được cung cấp một món ăn khổng lồ, nhưng thủ lĩnh của họ cũng muốn có một người phụ nữ, vì vậy anh ta chọn một người trong số đám đông. Cha cô ngay lập tức nhảy vào để bảo vệ cô, và vì người Mông Cổ tôn trọng lòng dũng cảm, họ cho phép anh ta đấu tay đôi với một trong những người lính của họ vì tự do của cô. Người cha thua cuộc và bị chặt đầu, nhưng vì anh ta đã trả giá bằng máu của mình, điều này đủ để mua tự do cho con gái mình. Vì vậy, người phụ nữ tiếp theo mà nhà lãnh đạo chọn là Lisa, nhưng cho dù cô ấy có khóc lóc đòi hỏi sự giúp đỡ của Grisha đến đâu, anh ta vẫn sợ hãi và bỏ đi. Thấy kế hoạch không thành công, Pavel sẵn sàng đóng cửa tất cả, đặc biệt là khi cảnh sát đang trên đường đến, nhưng Le muốn đợi lâu hơn một chút vì anh ấy tin tưởng vào anh ấy. Khi Grisha nhìn thấy chiếc máy bay không người lái của con chim bay phía trên mình, anh ta coi đó là dấu hiệu từ thiên thần hộ mệnh của Lisa và quyết định làm điều đúng đắn. Anh ta lên ngựa và sau khi nắm lấy cây gậy cũ của Lisa, anh ta cưỡi trở lại và đánh vào đầu người Mông Cổ trước khi đưa Lydia lên ngựa với anh ta và cưỡi đi. Ngay sau khi họ rời đi, cảnh sát đã đến trường quay. Vì Grisha không ở bên cạnh, nên Pavel, anh Satya và Lê dễ dàng nói dối họ và chỉ đơn giản nói với họ rằng họ đang quay một bộ phim, điều mà các sĩ quan tin rằng, rời đi mà không bắt giữ bất kỳ ai. Trong khi đó, Grisha và Lisa đi xe qua giới hạn bất động sản và tìm thấy một trạm xăng, điều này khiến Grisha vô cùng bối rối. Lisa chuẩn bị giải thích mọi thứ cho anh ta nhưng đó là khoảnh khắc tay súng bắn tỉ chọn cách tấn công và hạ gục Grisha, anh ta thức dậy sau đó trong bệnh viện, nơi Pavel nói với anh ta rằng anh ta đã hôn mê 3 tháng sau một tai nạn xe hơi và giả vờ không biết Grisha đang nói về điều gì khi anh ta hỏi về ngôi làng và Lisa. Grisha cố gắng quay trở lại cuộc sống tiệc tùng cũ của mình, nhưng nó không còn cảm thấy đúng nữa, và thậm chí còn tặng chiếc xe của mình cho thuyền trưởng Seminov để bù đắp cho những gì anh ta đã làm với anh ta. Một buổi tối nọ, khi đang ở trong một câu lạc bộ, Risa tìm thấy Alexi và Atleia và cố gắng hỏi họ về Lydia, nhưng họ giả vờ không biết anh ta, risha xin lỗi vì sự nhầm lẫn trong khi trông vô cùng thất bại vì vậy các diễn viên quyết định thương hại anh ta và cung cấp cho anh ta một số thông tin ngày hôm sau họ đưa risha đến trang trại nơi sản xuất thuê ngựa và lija làm việc và cuối cùng khi anh gặp lại cô anh hỏi cô liệu những gì cô đã nói có đúng không và tất cả thực sự là thật đối với cô khi cô ấy xác nhận điều đó cặp đôi hôn nhau và bắt đầu một mối quan hệ mới một thời gian sau, Risa lấy Lyza làm điểm cộng của mình trong đám cưới của cha mình với Ansatia, nơi anh cảm ơn anh ấy vì đã đưa anh ấy vào dự án điên rồ này và tạo ra một người tốt hơn từ anh ấy. Từ đó trở đi, những đứa trẻ giàu có hư hỏng hơn được đưa đến làng thường xuyên và Risa giúp phục hồi chức năng của họ.